hành đốc ở hải ngoại này, làm ra cái chuyện mà bây giờ cái hậu quả nó để lại sau những cái cuộc biểu tình đó là gì chứ? Vâng, chào Phạm Thị Liên. Ngay ở Bình Thuận thôi, sau vụ biểu tình nốt hết các xe cứu hỏa, còn duy nhất một xe lúc cái siêu thị cháy ở đây gần cây xăng, xe cứu hỏa có duy nhất một cái đến để dập khống chế đám cháy đó. Người dân người ta cũng không muốn gọi, bởi vì sao? Bởi vì còn xe đâu mà gọi. Cũng may không thiệt hại về nhiều tài sản và người. Đó là cái hậu quả mà nhìn thấy rõ nhất là cái hành động của đám dân chủ quậy trong nước, cái đám tham tiền này nó làm ra. Về xuất nhập khẩu giao thương mà tôi cũng nói ở nhiều diễn đàn khác rồi, riêng nước Việt Nam cái xuất khẩu nông sản phụ thuộc vào Trung Quốc 70-75% giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc. Xong giữa công nhân Việt Nam với công nhân Trung Quốc cũng có các tỉnh ở Trung Quốc nó sang làm ở Việt Nam, mà người Việt Nam sang bên Trung Quốc làm rất là nhiều. Cụ thể các tỉnh ở phía Bắc cũng sang Trung Quốc làm rất là nhiều. Sau cái vụ đấy, công nhân Trung Quốc với khách du lịch Trung Quốc không sang Việt Nam nữa. Chính quyền các địa phương, các tỉnh, thành phố lớn ở Trung Quốc nó cho công an cũng truy quét những công nhân người Việt đang sống ở bên đó, bắt tạm giam hoặc trục xuất về nước. Cái đó là cái người ta trả, có lời đáp trả rất là nhẹ nhàng đối với cái hành động quá khích của một số ấy làm hại đến kinh tế. Cái yếu tố chốt lại vấn đề này này, cái yếu tố để cho Mỹ nó rút khỏi cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ấy, thứ nhất là về Israel ở tại Gaza, nó bảo vệ người Do Thái. Cái thứ hai là bắt giữ những người nhập cư trái phép từ Mexico, giam giữ cha mẹ trẻ con khóc la thảm thiết. Chính thượng nghị sĩ ở trong Quốc hội Mỹ người ta cũng lên tiếng vụ này. Đó là vụ thứ hai. Vụ thứ ba là nó bắt bớ những người Mỹ gốc Việt và những người vi phạm pháp luật Mỹ mà người Việt Nam đang sống trên đất Mỹ để chờ trục xuất ra khỏi đất Mỹ. Rồi, cái thứ ba. Còn cái thứ tư là vấn đề xoay quanh giữa nước Mỹ với các cuộc chiến, trong đó có cả cảnh sát Mỹ bắn chết người da màu, dậy lên những làn sóng biểu tình rầm rộ ở trong nước trong 1-2 năm gần đây. Đó. Còn cái vấn đề cuối cùng cũng cốt lõi được khẳng định rằng chính những kẻ ba sọc, những kẻ dân chủ quậy sống ở trên đất Mỹ, nó bôi do chát chấu vào mặt chính quyền Tổng thống Donald Trump và những người dân của nước Mỹ, là lấy hình ảnh cờ và hình ảnh Tổng thống của một nước đi biểu tình ở tại nước khác, như cụ thể là nước Việt Nam, nói là Mỹ là quốc gia đầu tàu vi phạm cái nhân quyền, đạo đức con người nhiều nhất thế giới,
khẳng định một điều như thế. Qua vụ Mexico, vụ 8.600 người trong cảnh sát Mỹ bắn chết người hàng loạt hàng năm. Cái đó có nhân quyền. Mà nói thẳng là quân đội Mỹ đặt chân lên quốc gia nào thì quốc gia đó đầy tang thương, chết chóc. Cái yếu tố chốt lợi vấn đề này, cái yếu tố để cho Mỹ nó rút khỏi cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ấy, thứ nhất là về